Bắt đầu xuất phát. Nào, đây là anh Lương Mạnh Hùng, phó chủ tịch câu lạc bộ công viên Yên Sở đang vào thi vòng chung kết. 8 người lấy 3 vào chung kết để thi xuất sắc. Anh là đại diện cho Hùng luôn luôn là vững tin, khi có chiến thắng thì anh xứng đáng là một sĩ chủ. Anh hãy cố lên, anh làm vào vòng đầu tiên. Rồi, ok. 33 giây. 2 lượt. 4 giây. Mọi người cứ để anh Hùng đi liền. Anh Hùng đó là một vòng. Bắt trượt 1. Ok, không sao cả. Trượt 1. Anh là không vấn đề. Bắt trượt 1. Anh là đang là phô diễn những tài năng mà bắt trượt. Anh đang tập luyện. Ui. Cố lên. Tối qua anh có dùng gì quá sức không? Anh đã hoàn thiện vòng 2. Rồi, vòng 2 của anh Hùng trong vòng có 50 giây quá tuyệt vời. Cứ bình tĩnh. Ừ. Mạnh vẫn lợi hơn đấy. Đúng rồi, mạnh lợi hơn mà. Anh cứ biểu diễn, còn vòng này là còn chấm điểm biểu diễn. Chúng ta chỉ cần lên dây, ngoài cái đi nhanh đi chậm còn có những hình ảnh đẹp. Anh để ý nhé. Vâng, anh đang di chuyển vào vòng thứ 3. Chuẩn bị hết vòng thứ 3. Bắt đầu hết vòng thứ 3. 2 phút. Bắt đầu anh sang phút thứ 3 rồi. Bây giờ anh bay thoải mái đi, còn chưa đến phút thôi. 50 giây. Rồi, ok, 50 giây, quá tuyệt vời luôn. Anh thực hiện những bước đi rất là uyển chuyển, hai lượt thật đẹp mắt, thật công hiến cho người xem. 26 giây, thoải mái, cứ bay trình diễn đi. Mình ngày nào cũng ra công viên, nó phải khác với thằng một tuần nó ra một lần chứ lại. Đúng không? Lên xây để anh thực hiện. Vòng thứ tư. Vòng thứ tư. Tức là 8 lượt. Là thể thao. Thể thao và cao hơn chất lượng. Một bắt cố lên, quá tuyệt vời. Hai bắt cố lên, quá tuyệt vời. Tiếp theo, ba bắt cố lên, bốn bắt, quá tuyệt vời. Năm bắt, được không? Năm bắt, quá tuyệt vời. Xin chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Sáu bắt, quá tuyệt vời.